con dĩa rau nữa đi cưng. Dĩa rau nữa đi đâu quá. Cho anh em. Phải cuốn hả? Em không biết cuốn hả? Nè, em cuốn nè, quá hay luôn. Quay em để em điều nghệ hơn. Em điều nghệ hơn nè. Thưa quý vị và các bạn, Quỳnh Giang đang có mặt tại một điểm bán món ăn khoái khẩu của nhiều người bởi vì ở đây có rất là nhiều rau sống. Hàng ngày thì người Việt Nam không thể thiếu những món rau củ quả trong bữa ăn, và đặc biệt là rau sạch là một vấn đề mà rất nhiều người quan tâm bởi vì nó liên quan mật thiết đến sức khỏe của con người. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về mối quan tâm này nhé. Cháu chào chú ạ. Dạ. À, thưa chú, hàng ngày thì trong bữa ăn của chú có thường hay ăn rau không ạ? Dạ, chú ăn rau thường xuyên cháu ạ. Chú thấy rau nó có ý nghĩa như thế nào với cái cuộc sống của chú? Rau nó rất tốt cháu ạ, nó ăn nó tiêu hóa rồi là nó khỏe người. Anh cũng biết thì hiện nay thì cái vấn đề mà chất lượng rau là nó cũng không có điều kiện vệ sinh cho lắm, thì khi anh ăn gì thì anh có cảm thấy lo lắng gì không? Thì nói chung là trên nguyên tắc là mình cũng phải lựa chọn chút xíu. Ví dụ đầu tiên là mình ăn nhiều ở nhà, thứ hai là những cái nơi mình đến đó, thì mình cũng đến những cái nơi mà mình nghĩ rằng cái mức độ an toàn, tức là những cái nơi, những cái quán, những cái nơi mà người ta sẽ có cái trách nhiệm, người ta giữ vệ sinh cho cái đó tương đối ở một cái mức mà mình cảm thấy an toàn. Một ngày á, là quán của chị là cần bao nhiêu ký rau tất cả? Dạ khoảng hơn 50 ký. Hơn 50 ký, như vậy là số lượng rau rất là lớn. Thường thì chị lấy ở đâu ạ? Dạ lấy tại các chợ đầu mối. Dạ, phần đông là lấy ở chợ lớn mới Gò Vấp bây giờ, chợ mới Gò Vấp bây giờ. Chợ mới Gò Vấp. À, thế thì với một cái số lượng lớn như vậy thì chị đã làm những gì để mà bảo quản, để mà đảm bảo tốt cho sức khỏe của khách hàng khi mà đến ăn quán của chị? Dạ, đó là cái điều kiện mà đầu tiên chúng tôi phải quan tâm đến sức khỏe của khách hàng. Tại vì sử dụng là lượng rau lớn vậy, nhưng mà do được tập huấn theo cái quy trình mà xử lý rau, xử lý vệ sinh của rau của đội vệ sinh phòng dịch của quận á, thường xuyên tập huấn nên là chúng tôi làm theo cái quy trình đó. Cảm ơn chị. Thưa quý vị và các bạn, với những gì vừa thể hiện, chúng tôi chương trình Người Thành Phố Quan Tâm kỳ này xin được đề cập đến một vấn đề rất thiết thân với người dân. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này từ cuộc trao đổi giữa Quỳnh Giang với các vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Hoàng Văn Ký, trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh, và ông Nguyễn Hữu Nam, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc công ty cổ phần Thế giới Thông minh. Trước hết thì thưa ông Ký, ông có thể cho biết đôi điều về tình hình tiêu thụ rau củ quả hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Nhu cầu rau quả để phục vụ cho cư dân thành phố ở trên thì hàng ngày là cần khoảng 1.200 tấn, thì trong đó thì rau ăn lá là khoảng 800 tấn và rau ăn quả củ là khoảng 400 tấn. Thì với nhu cầu trên, với nhu cầu như trên, thì trong cái điều kiện sản xuất của Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta mới cung cấp được cho cái nhu cầu của thành phố chỉ từ 20-30%, còn toàn bộ phần còn lại từ 70-80% là chúng ta phải nhập từ các cái tỉnh lân cận ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như là các tỉnh như là Đà Lạt, Lâm Đồng. Rau mà tiêu thụ ở tại thành phố thì thường được sản xuất theo hai kênh. Là kênh thứ nhất là đã được kiểm soát thì nó chiếm diện tích khoảng độ 5%, tự nhiên là rau an toàn. Còn cái kênh thứ hai là sản xuất nhưng mà chưa được kiểm soát thì nó chiếm gần như là 95%. Thì đây một cái lượng rau thì nói chung là chất lượng nó thì nói chung cũng chưa được đảm bảo. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo cho Chi cục Bảo vệ Thực vật là tiến hành kiểm tra và lấy mẫu phân tích từ các chợ đầu mối cũng như cả vùng sản xuất và cả các loại rau mà lưu thông trên thị trường. Thì trong quý 1 năm 2008 thì cho thấy thế này là khu vực sản xuất thì chúng ta đã lấy 200 mẫu để phân tích, thì trong đó là vượt, không có cái mẫu nào là vượt dư lượng thuốc trừ sâu cho phép. Và cái khu vực thứ hai là khu vực ở các chợ đầu mối, chúng ta lấy là khoảng độ 1.175 mẫu, thì trong đó có 38 mẫu là có dư lượng. Thì các mẫu rau này thì được nhập từ các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long cũng như là Đà Lạt. Khu vực thứ ba là khu vực siêu thị thì chúng ta cũng lấy là 75 mẫu, thì trong đó có một mẫu là có vượt dư lượng thuốc trừ sâu. Thì qua những vấn đề trên thì chúng ta thấy rằng thì rau tươi tiêu thụ trên địa bàn thành phố
những cái khu vực nào mà được sản xuất có sự kiểm soát thì chúng ta an tâm về mặt chất lượng, còn những khu vực mà sản xuất mà chưa được kiểm soát thì chúng ta cũng cần quan tâm về mặt chất lượng, nhất là cái dư lượng thuốc trừ sâu. Chất lượng đáng báo động là như vậy, thế nhưng mà các ngành chức năng đã có tích cực giải quyết vấn đề chưa ạ? Đầu tiên là cái quyết định của Bộ Nông nghiệp là quyết định 106 là quy định về việc sản xuất rau an toàn, trong đó là từ sản xuất đến sơ chế và tiêu thụ thì phải được là chứng nhận, phải có một cái tổ chức chứng nhận để chứng nhận được cái sản phẩm rau an toàn đó được sản xuất theo quy định. Cái quyết định thứ hai là quyết định 379 thì ban hành quyết định này là ban hành về quy trình sản xuất nông nghiệp tốt cho rau quả tươi, thì nói chung được việc tắt là gọi tắt là việc ghép. Thì cái việc ghép này nó là một cái quy trình mà được biên soạn thì dựa trên tiêu chuẩn của các nước ở trong khu vực cũng như trên thế giới và phù hợp với luật pháp của Việt Nam về vấn đề an toàn thực phẩm. Thì nói chung là cái việc ghép này thì nó có 12 tiêu chí và 65 điểm yêu cầu, thì bắt buộc người sản xuất cũng như là người sơ chế cũng như là cái tổ chức mà tiêu thụ là phải tuân thủ. Thì đây là hai quyết định mà nó sẽ hỗ trợ rất nhiều ở trong việc mà nâng cao chất lượng của cái rau an toàn và tiêu thụ, sản xuất cũng như tiêu thụ trong thời gian tới. Chúng ta sẽ cùng đến với một vài hoạt động của các ngành chức năng qua một vài hội thảo về rau an toàn và định hướng phát triển đến năm 2010. Chương trình đã được khởi động từ các hội nghị, hội thảo các quốc gia về sản xuất rau an toàn và định hướng phát triển đến năm 2010. Tầm quan trọng của vấn đề nhằm đẩy mạnh việc sản xuất, chế biến và phân phối nguồn rau sạch trên phạm vi cả nước đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị hữu quan bàn luận rất sôi nổi, nhiệt thành. Hiện nay cái tình hình mà rau sạch và rau an toàn là một trong những vấn đề phải nói là rất là bức xúc. Và vấn đề là nó cũng là một trong những cái mục tiêu lớn của Bộ Nông nghiệp. Tức làm thế nào nó trong khoảng từ đây cho tới năm 2010 là chúng ta có thể là xuất khẩu được rau. Tức là muốn như vậy thì chúng ta phải là hết sức là an toàn. Tuy nhiên cái bước mà chúng ta làm cái việc này thì nó cũng không đơn giản. Tức là nó còn rất nhiều là bước. Thứ nhất là chúng ta phải áp dụng cái quy trình gọi là GAP, rồi Europe GAP, rồi hay là SACCP. Tất cả những quy trình đó chúng ta phải làm thế nào đó là biết cho rõ là rau chúng ta trồng ở trên những cái vùng đất như thế nào. Đặc biệt là phải được an toàn, và cái nước sử dụng như thế nào phải được an toàn, và cái vai trò của phân sinh học là đóng một vai trò hết sức lớn. Tại vì nếu chúng ta dùng phân hữu cơ thì là cái rất tốt, nhưng đồng thời khi phân hữu cơ là chúng ta sử dụng nhiều phân chuồng là nó sẽ để lại cái hàm lượng vi sinh, cái lượng vi sinh trên rau sẽ rất là nhiều. Còn nếu chúng ta sử dụng phân vô cơ thì sẽ có rất nhiều cái nhiễm bẩn về cái kim loại nặng. Còn nếu chúng ta để trên những cái vùng đất mà bị ô nhiễm thì nó cũng có rất nhiều các kim loại nặng nó ở trong rau, thì chúng ta sẽ không xuất được và chúng ta ăn cũng sẽ rất là nguy hiểm. Đây là những cái mà chúng ta cần phải làm. Thành ra cái vai trò của phân sinh học là một trong những cái mục tiêu tôi nghĩ là rất là quan trọng, mà cục trồng trọt cũng muốn khuyến cáo để cho các sở nông nghiệp cũng như bà con nông dân nghiên cứu tìm hiểu thêm để mà đưa vô trong các cái quy trình của mình. Thưa quý vị, thực là một khởi đầu rất đáng mừng cho vấn đề rau an toàn phải không ạ? Và qua các buổi hội thảo trên thì Quỳnh Giang đều thấy có sự có mặt của công ty cổ phần Thế giới thông minh với chế phẩm sinh học WEST. Ông Nguyễn Hữu Nam là vị khách có mặt tại đây, là tổng giám đốc của công ty. Xin ông có thể nói thêm về sản phẩm của mình trong việc tham gia các chương trình rau an toàn của cả nước. Về nông nghiệp chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta rất quan tâm về rau và an toàn. Và làm như thế nào gọi là rau mới là an toàn? Làm thế nào rau mới là gọi là sạch? Là tất cả tôi cho là từ đất nó ra. Thì sản phẩm sinh học WEST của chúng tôi được cái có mình chính đang và đồng thời được nguyên lý và sử dụng sản phẩm sinh học WEST thì được có 3 yếu tố và đồng thời giúp được cho cái nền nông nghiệp Việt Nam được sạch và an toàn. Thứ nhất thì sẽ tăng hàm lượng và chất lượng của cái trong sản phẩm đó, và đồng thời không chứa những thành lượng độc tố của dừa hoặc của kiến nông. Và cái thứ ba thì nó làm cho cái màu mỡ đất càng ngày càng màu mỡ thêm. Cái điều đó thì mình phải cân. Còn cái thứ ba, cái cuối cùng là vấn đề giá cả của nó là phải ổn định. Cái hoạt động của công ty mình đã tham gia như thế nào ở nước Việt Nam này? Vì cái sản phẩm thì chúng tôi đang cái kết hợp giữa khuyến nông và những cục trồng trọt của thành phố Hồ Chí Minh để làm như thế nào và đồng thời có quy trình để làm ra một cái sản phẩm sinh học WEST.
và để làm cho rau sạch và an toàn cho cái thành phố nói riêng và nói chung là cho đất nước Việt Nam, phải kiểm định những sản phẩm rau quả, bất cứ rau quả cũ đều phải kiểm định và xem xét lại trong đó đã có cái những hàm lượng độc tố hay không, và thuốc bảo dưỡng và thuốc bảo vệ thực vật hay là những hóa học nào đó có hại trong cái sản phẩm chúng ta, và phải tuyệt đối và mong rằng làm bên cái khuyến nông cũng như trồng trọt và để mà đưa sản phẩm rau sạch an toàn cho đất nước Việt Nam mình và nói chung và nói riêng cho thành phố Hồ Chí Minh. Bình Giang cũng muốn được nghe ý kiến của đại diện ngành chức năng về vấn đề sản xuất rau an toàn, rau sạch nói chung và về cái chế phẩm sinh học này. Ủy ban nhân thành phố cũng như là Sở Nông nghiệp rất quan tâm đến cái vấn đề là sản xuất rau an toàn để cung cấp cho cái nhu cầu của người dân thành phố. Thì như vậy hiện nay thì chúng ta có khoảng độ là gần 10.000 hecta là sản xuất là rau an toàn. Tuy nhiên đến năm 2010 thì theo cái chỉ tiêu chúng ta phải đạt được khoảng độ là 20.000 hecta để cung cấp ít nhất cũng khoảng độ từ 60-65% cái tổng cái nhu cầu rau cho người dân thành phố. Thì để phát triển được cái lượng rau đó thì chúng ta phải nhất á, là sở cũng là yêu cầu là cái chi cục bảo vệ thực vật phải tăng cường giám sát kiểm tra cái chất lượng rau lưu hành trên địa bàn, cũng như là chúng ta phải lấy mẫu thường xuyên để phân tích cả cái dư lượng ở trong rau để cảnh báo cho người tiêu dùng cũng như là cảnh báo cho nhà sản xuất. Cái thứ hai nữa là chúng ta hỗ trợ nông dân để mà mở rộng diện tích, để chúng ta tăng cường cái diện mở rộng diện tích, chuyển đổi từ những cái trồng khác mà hiệu quả thấp để chúng ta sản xuất rau để có hiệu quả cao hơn, và chúng ta tiếp tục đưa những cái giống mới để chúng ta đa dạng cái chủng loại, để từ đó cái sản phẩm chúng ta càng đa dạng. Và một điều mà chúng tôi rất quan tâm là chúng tôi kết hợp với các cái doanh nghiệp và có những cái chế phẩm sinh học, những cái loại phân vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật vi sinh để giới thiệu cho nông dân để áp dụng vào quy trình sản xuất. Và nhất là vừa qua thì chúng tôi đã kết hợp với là cái công ty Thế Giới Thông Minh, thì trong đó là chúng tôi đã sử dụng cái sản phẩm web để giới thiệu cho bà con ở trên địa bàn thành phố. Thì bước đầu thì sản phẩm của cái phần web này thì nói chung là cũng có được một số kết quả nhất định. Đó là cái nguồn rau ở thành phố, thế còn nguồn rau từ các tỉnh đổ về thành phố mình thì như thế nào, mà đặc biệt là ở thành phố Đà Lạt? Tất cả các cái đơn vị khác cũng như là các địa phương khác, không những là Đà Lạt mà cả cái vùng mà sản xuất rau để bán cho địa bàn thành phố, thì chúng là các địa phương đó họ phải sự gọi là phải áp dụng triệt để cái quyết định 106 của Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã ban hành, tức như là sản xuất phải có chứng nhận. Bởi vì khi rau anh vào thành phố Hồ Chí Minh thì nếu như anh gọi là rau an toàn thì anh phải có cái chứng nhận, mà chứng nhận đó là ai chứng nhận, là có một cái tổ chức chứng nhận, mà tổ chức này không phải là của nhà nước thì họ sẽ chứng nhận nhanh, thì đó mới được mang cái tên là gọi là rau an toàn. Thì đó là một điều kiện thứ nhất. Cái thứ hai là cùng xin báo là báo cáo thế này là vừa qua thì Bộ Nông nghiệp cũng đã có một quyết định là hỗ trợ giúp cho là các cái tỉnh phía Nam, và trong đó là thành phố Hồ Chí Minh là thường trực, có một cái liên kết các cái địa phương để sản xuất rau và cung cấp cho thành phố. Thì trong cái liên kết đó thì chúng tôi cũng đã có quy định là những cái vùng rau nào sản xuất để cung cấp cho thành phố thì chúng tôi kiểm tra chất lượng ở như này, và nếu như có những cái vấn đề mà không đảm bảo về chất lượng thì chúng tôi sẽ báo lại cho các cái chi cục bảo vệ thực vật cũng như Sở Nông nghiệp các cái địa phương mà cung cấp rau cho thành phố để biết và có điều cái biện pháp xử lý cũng như hỗ trợ nông dân để thực hiện đúng quy trình, để làm sao đó nâng cao chất lượng và giảm được cái dư lượng các yếu tố độc chất như là nitrat, hoặc là như là vi sinh và gây bệnh, cũng như là kim loại nặng, cũng như là cây thuốc bảo vệ thực vật ở trên sản phẩm. Lượng rau cung ứng cho thành phố từ Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là rất lớn. Do vậy, việc đảm bảo có được nguồn rau sạch từ đây là hết sức cần thiết. Một số nhà vườn ở Đà Lạt đã bắt đầu trồng rau củ quả với phân sinh học WET, những tín hiệu đáng lạc quan. Không chỉ an toàn cho người trồng trọt và sử dụng, sản phẩm rau sạch được tăng trưởng nhanh, tốt vì đỡ bị nhiễm bệnh, phát triển bộ rễ khỏe, lá củ đều, đẹp. Tại hai công vườn nhà anh Nguyễn Chí Thanh ở Quảng Thuận, Quảng Lập, Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, việc thay đổi cách trồng trọt với phân sinh học đã mang lại nguồn lợi khá rõ. Thông thường, một vụ trồng kéo dài 3 tháng rưỡi sẽ thu hoạch được từ 25 đến 30 tấn một hecta. Với hai công trồng cùng phân web, anh có thể thu hoạch đến 6 tấn sản phẩm chất lượng và an toàn. Vấn đề là làm sao để người nông dân hiểu được tầm quan trọng của việc sản xuất rau sạch và trách nhiệm tham gia chương trình trên từng mảnh vườn của mình. Các ngành chức năng không chỉ vào cuộc một cách tích cực, mà còn phải quyết liệt thực hiện cụ thể, hiệu quả để chương trình rau sạch của cả nước trở thành hiện thực, chứ không chỉ dừng lại ở lý thuyết hay kêu gọi chung chung.
Qua cái thời gian vừa rồi là tôi có thấy điểm trồng trước là hai sào, là phun cái phân quất, vừa phun đất và vừa phun lên lá. Thì là thấy nó có hiệu quả và nó đem lại cái năng suất cao hơn so với là cái mà mình không phun. Thì là giờ tôi thí điểm xong rồi là trồng, đi vô thực tế là trồng luôn 1 hecta. Thì thấy nó hiệu quả cũng tốt. Phân bón thì nó lợi hơn được là khoảng 20%. Là lợi được cái phân đạm ấy. Là đỡ cái tiền đầu tư cho mình hơn. Còn phun quết lên đất là tạo, làm cho cây tạo một bộ rễ là rất mạnh và lá rất xanh. Dẫn tới cái thời điểm cái cây mà già trái chín thì đem lại cái màu coi như là nó rất đẹp. Là một doanh nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học để góp phần nâng cao chất lượng rau an toàn, thì trong hướng sắp tới công ty của ông có triển khai những cái việc gì hay không? Và ông có góp ý kiến gì không ạ? Mà gọi thế nào là an toàn và sạch? Và đồng thời chúng ta phải làm điều đó để chứng tỏ là cái điều mà cho người sử dụng và tiêu dùng họ an tâm trước cái đã. Cái điều phải sạch. Sản phẩm chúng ta làm ra mà không sạch được thì làm sao mà gọi là sạch? Thì tất cả mùa trên thế giới hay hoặc người đều phải là trong đất mà ra phải sạch trước cái đã. Sạch như thế nào? Không có những hàm lượng độc tố như là ở bên khuyến nông và bên sở nông nghiệp như anh Ký vừa nói qua. Thì sạch phải chứng minh trong sản lượng, phẩm chất phải được cái kiểm định cũng như anh Chí vừa nói và mới cho ra thị trường được. Và doanh nghiệp, ngược lại doanh nghiệp phải có một trách nhiệm khi họ làm một cái sản phẩm nào đi nữa. Thì họ phải có trách nhiệm và đồng thời có những cái lương tâm về sản phẩm, về doanh nghiệp, về đất của họ làm ra. Và đồng thời để đảm bảo và đảm bảo cái sạch và an toàn và bình vững đất nước Việt Nam. Còn về phía các ngành chức năng thì thưa ông Ký, sắp tới thì cái chương trình sản xuất rau an toàn sẽ được triển khai như thế nào cho hiệu quả? Thì đối với ngành rau, sản xuất rau thì chúng ta phải, đầu tiên là chúng ta phải mở rộng sản xuất. Để làm sao đó chúng ta phải, ít nhất là chúng ta phải cung cấp được cho nhu cầu khoảng độ 70-80% cái sản lượng. Bởi vì những cái sản xuất ở tại vùng của thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đã có những cái hệ thống mà chúng ta kiểm soát được. Như vậy là cái sản phẩm chúng ta từ sản xuất tại thành phố thì chúng ta kiểm soát được, như vậy là ra thị trường nó mới được kiểm soát. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là để làm được cái chuyện đó thì chúng ta phải hỗ trợ nông dân. Hỗ trợ nông dân là giúp cho họ, tự nhiên là chúng ta phải tập huấn kỹ thuật cho họ, trang bị cho họ kiến thức để cho họ nắm được quy trình, và đặc biệt là chúng ta phải áp dụng cái việc ghép thật cụ thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bởi vì đây là quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rồi. Vấn đề thứ hai, vấn đề thứ ba là chúng ta phải làm sao phải tăng cường những cái giống mới. Giúp cho nông dân họ nắm được giống mới, giống có cái năng suất, có chất lượng và có những sự đề kháng cao, từ đó là họ sẽ giảm bớt cái sử dụng thuốc trừ sâu cũng như là những cái vấn đề khác để ảnh hưởng đến cái chất lượng. Và một điều mà chúng tôi cũng đã trình bày như trên là chúng ta phải vận dụng triệt để các cái sản phẩm sinh học để chúng ta hỗ trợ cho nông dân. Chúng ta sẽ sử dụng các cái loại phân bón vi sinh sinh học như là phân quét chẳng hạn, là chúng ta sẽ giảm, khi sử dụng phân quét thì chúng ta sẽ giảm được ít nhất khoảng độ 50% cái lượng phân hóa học. Như vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ kéo xuống, nó giảm được cái lượng tồn dư cái nitrat ở trong rau. Qua phần giới thiệu sơ của đại diện Trung tâm Khuyến nông thì chúng tôi xin ghi nhận đôi điều về tình hình rau ở thành phố Hồ Chí Minh qua phóng sự ngắn sau đây, mời quý vị cùng xem. Tích cực thực hiện chương trình rau sạch cho thành phố, Trung tâm Khuyến nông thành phố đã triển khai làm thí điểm tại 4 điểm thuộc huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi và quận 12. Tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, bà con đã được vận động tự nguyện sử dụng phần đất nông nghiệp của mình để tham gia thực hiện mô hình trồng rau sạch. Sau khi được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cụ thể từ cán bộ của Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh, được hỗ trợ nguồn phân quét, bà con đã thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng theo tỷ lệ tưới cho đất và giống trước khi gieo trồng các giống rau ăn lá và rau ăn quả. Quá trình thử nghiệm này rất cần thiết để thuyết phục bà con nông dân thay đổi dần thói quen trồng trọt, góp phần sản xuất nguồn rau sạch cho thành phố. Thực tế, sau hơn một tháng thử nghiệm trồng rau với phân sinh học quét, đã mang lại kết quả bước đầu rất khả quan. Lúc đầu, bà con đã giảm được hơn 50% lượng phân hóa học.
Sau đó thấy rau phát triển tốt, đã không sử dụng phân hóa học nữa. Sau 5 lứa đầu thử nghiệm, bà con phấn khởi khi thấy lá không bị xuống màu vàng, đọt non lên rất mạnh. Đặc biệt, nếu được phun phân sinh học quét lên lá 7 ngày một lần, số lượng thu hoạch đã tăng từ 12 lần lên 15-16 lần trong một mùa vụ 3 tháng. Quý vị thân mến, hy vọng là chương trình Người Thành Phố Quan Tâm đã góp thêm tiếng nói cho một vấn đề bức thiết cho người dân trong đời sống xã hội hiện nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và hẹn gặp lại vào những chương trình kỳ sau. Xin chào tạm biệt.